cái thưa quý vị, quý Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Bây giờ là 6 giờ chiều, ngày thứ tư giờ California. Nắng cũng đã dịu xuống tí thưa quý vị, nóng cũng dịu xuống tí. Tuy nhiên vẫn còn rất là nóng, thời tiết dạo này nóng hơn bình thường. Nhưng có vấn đề khác nữa đó. thì chuyện ở Việt Nam cũng rất là nóng. Ông Nguyễn Trọng đang chuẩn bị đám tang và chuẩn bị đi chôn cất. Và chuyện gì nữa? là thời chính trị Hoa Kỳ cũng rất là nóng. Chúng ta biết mấy mấy tuần lại vừa qua thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Nào riêng Đảng Cộng Hòa thì ông Trump bị bắn một vài ngày trước Đại hội Đảng Cộng Hòa. Rồi tới Đại hội Đảng Cộng hòa, rồi tới bầu chọn ông ông Trump chọn ông Vance thượng nghị sĩ Vance làm ứng cử viên phó tổng thống, cho mình thì tất cả những chuyện đó ông Trump mới hy vọng rằng đó, thì đẩy cái sự ủng hộ của dân chúng của Hoa Kỳ lên cao, đẩy sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa lên cao và sẽ thắng cái cuộc bầu cử lần này. Trong lúc đó thì ông Biden phía bên kia thì ngã bệnh Covid, không đi vào động tranh cử và điểm số tương đối khá xuống và sức ép dư luận ông ta ra đi ngày càng cao, đặc biệt trong đội bộ đảng chủ. Và chúng ta biết rồi ông Biden đã ra đi tuy bố rút khỏi cuộc đua và ông đã tự tay mình chọn lấy bà ứng viên Kamala Harris, ứng viên phó tổng thống của ông ta để làm người dẫn đầu dẫn đầu liên danh. Ngay lập tức cái gì xảy ra là cái liên danh của bà Kamala Harris dù dù chưa có phó tổng thống nhưng mà được cái sự mà ủng hộ rất là mạnh của xã hội của đảng chủ và nhảy vọt lên đến bây giờ bà ngang bằng với ông Trump trong cái số mà tham gia dư luận là 46% nghiêng về ông Trump và 46% nghiêng về và Kamala Harris như vậy chọi ngang ngửa lẫn nhau trong một số cuộc thăm dò khác thì có cái này cho là ông Trump hơn hai điểm cái cái kia cho bà Harris lên hai điểm hơn hai điểm nhưng mà tự trung đó, thì sau 3 ngày 4 ngày thì điểm của bà Kamala Harris đã bọt lên cái đáng kể và chỗ đứng của bà rất là mạnh bà là một kỷ lục trong đang chủ là trong một ngày 24 tiếng thu về sự yểm trợ tài trợ lên tới 30, 86 tám triệu mỹ kim và tới 888.000 ngàn người đã donate tiền bà Kamala Harris tạo ra một hiện tượng của đại dân chủ và các cuộc thăm dò sau đó cho thấy là các cái số ủng hộ bà nhảy vọt lên hết và trở thành một gương mặt đối thủ rất là tầm cỡ và bất ngờ đối với Đại Trump phía đảng cộng hòa cũng có những phản ứng nhất định này nọ vân vân nhưng mà cuối cùng chắc đâu sẽ vào đó bây giờ đảng chủ đang tiến hành ai sẽ làm người ứng viên phó tổng thống và người phó tổng thống này có lợi như thế nào gia tăng như thế nào cho điểm của bà Kamala Harris và gia tăng cái cơ hội đảng chủ cầm lại ghế tổng thống như, như như thế nào rồi gì nữa tất cả mọi thứ đang diễn ra theo tiến trình cực kỳ tốt đẹp về đảng chủ và như vậy đó trong chừng mực nào đó trên sân khấu của toàn quốc chúng ta thấy bà cambric còn có vẻ ngang ngược hơn quyết liệt hơn và được sự ủng hộ mạnh hơn đối thủ đôi trùm đây có một đối thủ cực kỳ xứng đáng chúng ta sẽ xem thử tương lai của bà cambric và ông trưng sẽ như thế nào trong cái thời điểm đó, đó mọi cái bắt truyền thông đang dồn về các cuộc tham gia dư luận coi thử tình trạng chạy đua của hai người và camera Harris và ông Chung tới đâu rồi dư luận cho như thế nào và xu hướng hiện nay như thế nào và cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy cái xu hướng thì ai thắng ai thua ai lên ai xuống bao nhiêu phần trăm người ta tò mò không biết điều này đó là lý do tại sao tôi mời vị nghe bài nói chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi rất thích những con số mà chúng tôi đang đưa ra thư quý vị bởi vì nó tương đối khá chi tiết và cụ thể tỉ mỉ quý vị chịu khó lắng nghe trong vòng khoảng 40 phút thôi đó là cuộc thăm dò của Yahoo News một cơ quan truyền thông tương đối thuộc là khổng lồ tầm vóc thế giới và quân hãng thăm dò dư luận cũng tầm bốc thế giới là YouGov đó là hai cơ quan tương đối khá uy tín mà cuộc thăm dò này cho tôi đáng trân trọng chứ không phải là ba cái thứ mà mới ra mới nổi và mới mới ra, ra lò thì cuộc thăm dò cho thấy điều gì hai mươi tám người mỹ khi được thăm dò thì cho rằng cái việc ám sát đó nó có lợi trong ta trung, giúp ông ta Trump có những cái thăng tiến hơn nhìn chung quan điểm như vậy hai mươi tám là gì là một phần ba gần một ba chưa tới vậy con số còn lại tới bảy mươi hai nằm ở chỗ nào chúng ta sẽ chờ xem như vậy quý vị nhớ con số đầu tiên hai tám phần trăm cho rằng cái việc ám sát ông trung có lợi cho chúng ta chứ không có hại cho chúng ta nhiều chúng ta coi thì xem sao và thường đó cái chờ đợi thứ hai là gì cứ mỗi lần sau cái đại hội đảng như đảng cộng hòa đảng dân chủ thì thường thường các ứng viên nó gọi là có cái tình trạng này dội lên theo truyền thống là bao giúp là sau khi mà thăm sau khi đại hội đảng cộng hòa hay sau đại hội đảng cộng chủ thì cái số điểm tín nhiệm số điểm ủng hộ của các ứng viên vọt lên do vậy người ta chờ đợi là đại hội đảng cộng hòa vừa kết thúc thì điểm số của ông Trump có tăng lên không thì chắc tôi vị sẽ nghe và quý vị sẽ bất ngờ khi thấy K2 ông Trump nằm ở 46% và bà Kamala Harris cũng nằm ở số 46%. Như vậy hai bên đang ở hòa nhau 46% và 46%. Và đó là sau cái đại hội Đảng Cộng hòa thì cái đó không khả quan lắm cho ông Trump. Tại vì nếu như mà sau đại hội Đảng dân chủ, sau khi khóa dân chủ có khóa tổng thống, dân chủ có đại hội thì con số có thể vọt lên và có thể bước sang Trump. Chúng ta chờ xem và ông Trump rất lo lắng về cái chuyện này. Một trong những cái chủ đề lớn vào tuần trước của Đại hội Trung ương Đảng Cộng Hòa là chủ đề gì? Là ứng cư viên Donald Trump trong tình trạng bị bắn cái bắn này nó có lợi có hại theo nhìn chung dư luận cái bắn này cũng nên dù có thương tổn dù có đau đớn nhưng mà có hai cái hình ảnh khiến chúng ta lưu ý là khi ông đứng dây bơ tay thẳng lên cao cái hình ảnh đó được xem là gây chú ý rất là lớn của dư luận được xem là cái ảnh rất là can trường rất là hiên ngang và như vậy đó là cái điểm chúng ta tăng lên theo dự báo và cái thứ hai là người ta cho rằng cái cú bắn đó, đó nó giúp cho ông Trump thăng hoa hơn là hạt có hại trong Trump. Ông ta sẽ được transform là thay đổi da đổi thịt theo kiểu tốt hơn. Thăng hoa. người dùng chính xác là ông Trump và phong trào tranh cử ông ta được thăng hoa hơn, theo cái cách tốt đẹp nhất của nó. Nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta biết như thế nào cú bắn đó không đem lại sự tăng hoa cái điều này chúng tôi đã nói là nói, nói nói lại lần nữa nhưng mà điều này là điều gì từ lâu chúng ta đã nói với quý vị rằng với đảng cộng hòa cực kỳ phân hóa hiện nay chưa nhiều factors nhiều nhóm nhỏ khác nhau việc ông trump chiếm tới con số hiện nay là khoảng bốn mươi mấy năm mươi phần trăm bốn mươi sáu phần trăm cho khi lên bốn bảy phần trăm được xem là đã đụng tới trần rồi chúng ta đã dùng mấy chữ đụng Trump đụng trần rồi khó còn cái chỗ cái room nào để lên nữa số dân chủ thì gần như không không ngộn số người mà bên phía độc lập thì khoảng 10% mươi phần trăm ngộn như vậy cái nội lực mà ông Trump có lên hay xuống nội bộ của đảng cộng hòa mà đảng Công hòa bước khi với khí thế với cao trào tại đầu trung ương đảng Công hòa tại milwaukee vừa qua thì họ đã đụng tới đỉnh rồi mà họ đứng cái đỉnh họ không lên được nữa Thì họ đứng cái đâu là chỉ còn con đường đi xuống Quý vị nhớ lời tôi Coi thử trong vài tuần nữa Sau khi Trung ương đại Trung ương đảng nhân chủ Tung ra Thì lúc đó khởi đầu cho tiến trình đi xuống của Đức Quý vị nhớ câu này Tại vì Cái quy luật anh lên đụng rồi Đụng đụng đỉnh anh lên đỉnh núi là đi đâu nữa Chỉ còn đi xuống thôi Anh lên đụng đỉnh rồi đi đâu nữa chỉ còn đi xuống anh ấy trở cũng được Đó là Trump đang ở trong tình trạng như vậy Và quý vị không ngạc nhiên Và tôi cũng sẽ không ngạc nhiên Nếu sắp tới ông Trump xuống gần 43, 44, 42 gì đó Và bà cam lấy lên cơ thể trên 50 trăm. Chúng ta chờ xem Tôi nói không chủ quan tôi, tôi tin rằng cái nói của tôi có cơ sở Chúng ta chờ xem Cái hành động mà tôi nói này Hành động của ông Trung mà đứng dậy giơ tay thẳng lên trời giơ tay phải thẳng lên trời là một hành động cực kỳ can trường mạnh mẽ sau khi bị bắn và trong cái bối cảnh mặt đầy máu càng can trường hơn nữa và như vậy đó người ta cho rằng người bị cho rằng đó là transformation tới mức đó là hết cỡ mà ông Trump không lên thì chân nào ông mới lên làm gì nữa ông Trump mới lên chúng tôi tin rằng hết buồn hết phép thì đó chúng ta chờ xem và tất cả anh sinh trong đầu chu năng hòa cũng dùng tất cả lời lẽ hoa mỹ nhất kích động nhất tất cả anh sinh là ai tất cả anh sinh là một bỉnh nhà bình luận nổi tiếng của đảng của cô của, của, phía cộng hòa ông là từng lực cựu bình luận viên của đài fox một tay nổi cộm nhất đài fox và sau này bị đuổi nhưng ông ta vẫn giúp đỡ ông trump rất mạnh mẽ ông có mặt tại tại Milwaukee của Wisconsin để dự đầu Trung ương Đảng Hòa ông đã phát biểu. Ông ta ca ngợi hành động dũng khí đó, can trường đó của ông Trump và ông ta tin rằng hành động đó sẽ giúp cho ông Trump thăng tiến. Nhưng mà sự thật đã diễn ra không đúng như vậy. Ông Di Linh Bình Linh Bình ở mức là 46%. Và bây giờ thì nó đang chuyển qua một chu kỳ khác. Không có cái thời cơ nào mà đã đứng nguyên một chỗ và luôn luôn đứng đứng ở đó. Nó chỉ có một giai đoạn tích tắc một khoảng thời gian nào đó. Một ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày, mười ngày. Vì sau cái giai đoạn cao trào đó nó sẽ đi xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ coi thử mọi thứ nó đối với trung như thế nào. Từ đây tới ngày và sau ngày đại hội trung ương đại Dân chủ. Cái giai đoạn đó nó làm cho một người trở nên khác hẳn. Everything was different. Mọi thứ đều khác hẳn sau giây phút ông Trump bị bắn dâu khi sau giây phút, ông Trump bị bắn gì dẫn đến đại hội cộng hòa thành công nhất trong lịch sử đến độ có người rồi cho rằng đại hội trung ương đảng hoa kỳ này là một trong đại hội bùng nổ hiếm có trong suốt mấy thập niên vừa qua vài chục năm vừa qua đây là đại hội bùng nổ nhất của đàng hòa nhưng mà không không lên điểm không lên cho ứng viên thì điểm sẽ xuống tầm trên đời mà anh không lên thì phải xuống khi người khác người gắt lên thì phải xuống thì mọi thứ đã xảy ra khác biệt nhưng mà không đổi tại vì tại sao không đổi ta đã hỏi đụng đấy đụng 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 đụng, đụng, đụng trần rồi không, không có chỗ lên nữa sau sự kiện sau bị bắn vẫn đụng trần không lên nữa sau rồi còn hòa cũng không lên nữa mọi sự thì không lên nữa đại hội đảng hòa dù có khác biệt kinh hoàng vẫn không lên Cuối bị bắn có gây chấn thương đầy thương tâm cũng không lên quốc gia này cũng khác và hẳn rồi khác hẳn rồi không phải là ông, ông Joe Biden khờ nữa mà là bà Kamala Harris đầy sung sinh sinh lực và thế giới này cũng khác Donald Trump cũng bị khác thì chúng ta thấy rằng cuộc chơi đã xoay chuyển một cách rất là kinh hoàng trong một vài ngày vừa qua trong thời gian ngắn vừa qua và quý vị cùng tôi sẽ theo dõi tiếp cái sự thay đổi đó như thế nào theo cuộc thăm dò của Yahoo News và chúng ta nói bên trên và cơ quan thăm dò YouGov thì con số như sau chỉ có 28% cho rằng cú bắn đó là thay đổi ông Trump theo khuyến hướng tốt hơn cái khuyến hướng mà chúng ta vừa nói cú bắn nó có lợi cho ông Trump hơn á giúp cho ông Trump nhiều hơn á thì bao nhiêu người chúng ta thăm, thăm dò là gì là những con số cụ thể bao nhiêu cân đo đông đến chừng mực nhiều ít thì chỉ có 28% những người thăm dò của Mỹ cho dân dân chúng Mỹ nghĩ rằng 28% nghĩ rằng cái đó là tốt đẹp nhất trong trung và có lợi nhất trong trung 28% 51% nghĩ cái gì? nó không thay đổi gì chúng ta cả, chẳng thay đổi chút nào cả chúng ta thấy cái kinh hướng này tăng thắng thế. Chúng ta thấy số điểm Trung vẫn nằm im Cho thấy là cái tham dò của, của Yahoo News Và YouGov Tham dò YouGov thì cho thấy rằng là gì 51% bởi trên 50% Trên nửa dân số Mỹ cho rằng Ông Trump không thay đổi gì cả Không có lên không có xuống Đụng trần Và có 7% cho rằng nó tệ hơn 7% cho rằng Cái chỗ đứng của Trump sẽ tệ hơn như vậy qua cái thăm dò này cho thấy một điều căn bản là gì đa số người dân mỹ không quan niệm là cuộc bắn này cái đại hội này sẽ thay đổi trên gì cả hết, hết, người ủng hộ thứ vị người ủng hộ gần như hết rồi 28% thì cho rằng thay đổi trung tốt hơn và 70% cho là thay đổi trung xấu hơn. Như vậy thì nhìn chung thì cái cú bắn đó và đầu trạng hòa không thành vui giá trị nó tốt nhưng mà không to lớn như người ta nghĩ trong chân mực nào đó nói tiếng việt cách một cách chuẩn mực hơn là tương đối khả quan một chút khả quan chứ không phải là phép thần đủ thần biến một ông trùm trở thành một thần tượng nước mỹ ngay lập tức dù bị bắn, bị bắn cuộc thăm dò này đúng mức độ nào sai mức độ nào Cuộc tham gia này tham gia 1743 người lớn của Hoa Kỳ và được tiến hành từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 trong 6 ngày một tuần lễ. Để tiếp theo sau Trung, Trung ương Đảng Cộng Hòa. Như vậy thì nó sau cái Trung ương Đảng Cộng Hòa, sau bộ chọn Vance và sau khi bị, bị, bị bắn. Như vậy cái cái sự tham gia này tương đối cũng cơ quan truyền thông cực kỳ cao tín là Yahoo News và hãng truyền hãng tham gia dư luận du góp cho thấy rằng ở thời điểm sau đại hội đảng cộng hòa bùng nổ chỉ như vậy rồi thì như vậy có nghĩa là sao cái cách cái điều con những con số tốt đẹp nhất như hình tượng tốt đẹp nhất đã xuất hiện trước mặt quý vị và trong tương lai thì chỉ có con đường đi xuống và đi xuống mà thôi bởi vì ông trump đã vượt qua khỏi cái đỉnh rồi thì, thì quý vị leo ra ngọn núi vậy quý vị lên tới đỉnh là đi đâu sao làm sao lên nữa chẳng quý vị leo mây đi lên nè à leo trời đi lên nè no way ta đến đến đỉnh của núi rồi thì quý vị chỉ đi xuống mà thôi thì chúng ta coi thử ông Trâm đi xuống ở mức độ như thế nào có dữ dằn hay không và hay là suy sướng một chút từ từ và tiệm tiến chúng ta chờ xem và bây giờ chúng ta tới điều gì nữa nói chút xíu về ông Vance chút xíu. Ông Vance là một thượng nghị sĩ Mỹ mới 39 tuổi. Đó là một thượng nghị sĩ rất trẻ. Bỏ ông ta vô trong liên danh quân trung với hy vọng là lên phiếu cũng không thấy lên gì cả. Đó là một điều đáng buồn. Và chúng ta không thấy sự chờ đợi bùng nổ sau cái, cái đại đạo Trung ương Đảng Hòa thông thường đối với các người làm chính trị, đặc biệt các ứng cử viên ấy, nhất là ứng viên tổng thống phó tổng thống ấy, cái thời gian đại hội đảng nhân chủ rồi đảng cộng hòa rồi trung ương đảng ấy, rất là quan trọng, bởi vì người ta chờ đợi cái đại hội diễn ra và ta chờ sợ cứu ép phê sau đại hội nó cái the, the post convention là hậu đại hội đến như thế nào và thường thường các ứng cử viên rất là thưởng thức rất là thoải mái cảm thấy hứng vấn sau đại hội bởi vì đại hội khi mà thành công á thì điểm số nó vọt lên ghê gớm lắm nhưng mà ông Trump chúng ta nói này giờ thì giờ gì ông vẫn stuck right there bốn trong cuộc thăm dò nói trên sau đại hội và sau và Kamala cũng vọt 46% hai bên đều bằng nhau vào trong hai hai lần trước ông Trump mới từng ra tranh cử năm 2016 nghìn năm 2020, 2016 thì bà, ông gặp bà Hillary Clinton và trong 2020 ông gặp Biden và trong hai lần đại hội của đảng Cộng Hòa thì ông Trump đều chiếm tối đa là không tới 47%. Có nghĩa là bây giờ 46% là nó gần tới 47, chưa bây giờ vượt lên trên 47% ra. Do vậy tôi nói cái chữ mà đụng xin nó phải chữ của tôi cái chữ đó của Yahoo và chữ đó của 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 gia dư luận YouGov là điều cho thấy rằng trong ba kỳ bầu cử là 12 năm 2016 2020 ông Trump vẫn dừng lại ở số cao nhất 47% và bây giờ tới đại hội lần này ông vẫn dừng cao nhất ở 46%. Như vậy con số 47 46% là con số đụng trần của ông Trump. Và, và còn lại đi đâu? ông chúng ta đã biết là ông Trump chiếm khoảng trên 60% đảng Cộng hòa số phiếu ủng hộ trên 60% phần còn lại ba mấy phần trăm á, thì nằm ở chỗ là ủng hộ các phe còn lại hoặc là không ủng hộ không ủng hộ ông Trump ví dụ nhóm ủng hộ ông tổng thống Bush ông thấy Dick Cheney và ủng hộ uh, các ông uh, các, các, ông thượng nghị sĩ khác ủng hộ các người khác không ủng hộ ông Trump ông Mike Pence không ông Trump, con số chiếm phần trên dưới 30% và một số phần trăm không có ý kiến như, như... <laughs> như vậy nó cũng cố lập luận tôi qua cái câu nhận xét nó cũng có lập luận tôi, chỗ nào là ông Trung đã đụng trần rồi và như tôi lập lại lần nữa sau khi đụng trần không có cái đường đi lên thì chỉ có con đường là đi xuống cái vấn đề tài năng của ông Trung là không thể thay đổi đi lên tiếp ông ta phải đi xuống và tài năng rung tài ở chỗ làm ông xuống tốc độ như thế nào? Xuống ao ao. Xuống giống như tảng băng từ trên núi Everest tràn xuống. Lỡ băng băng tràn xuống chết người. Hay là chỉ là một bảng, tảng băng nhỏ tan dần tan dần trong nắng nóng và chảy thành nước. Ông rung sẽ tan vỡ bằng cách nào? Chúng ta chờ xem. vào tháng 7 đầu tháng 7 vừa qua, cũng cái hãng này có một cuộc thăm dò cơ hãng cũng Yahoo và YouGov có một cuộc thăm dò nhỏ cũng thăm dò thử. Lúc đó bắt đầu lộ ra cái tin đó là có thể đang chủ đang yêu cầu ông Biden từ chức và có thể đưa bà Kamala Harris lên. thì có thể thôi. Lúc đó đang một cái râm ran râm ran một vài người râm ran chưa nhiều. thì trong cuộc thăm dò dư luận đó, đầu tháng 7 thì du gốc và Yahoo thăm dò thì ông Trump ấy, ở cái đường con số là 47% và bà Harris thì 45% thôi thua 2% và bây giờ thì sau khi mà bà Harris chuẩn bị làm đầu đảng cộng hòa dân chủ sau đầu đảng hòa thời điểm bất lợi bà Harris bà có lợi cho ông, ông Trump ấy, thì bà Harris đã vượt lên 46% sau 46% 5, hoặc là 47% sau 47%. 5. Như vậy, nhìn con số như vậy thì có nghĩa rằng sắp tới thì ít nhất trong một tháng tới, một tháng rưỡi tới thì không có cách nào bọn Trump cầm chân được bà Cambridge. Bà, bà chắc chắn trong một tháng, một tháng tới một tháng rưỡi tới thì chắc chắn cái điểm bà Cambridge gọt lên ít nhất vài bài điểm và bà đẩy ông Trump rớt xuống vài bài điểm. Không tránh được cái hay của ông Trump là làm sao giải quyết cái vấn đề này đừng để rớt nhiều và chờ cái điểm rớt của bà Harris có thể bà, bà rớt chuyện chúng ta không biết cho nên ai sẽ qua cái đường lên cao địa điểm rồi phải đi xuống ông Trump cũng vậy bà camera Harris cũng vậy cái điểm khác biệt là gì ai manage được ai quản trị được cái tốc độ rơi thì người đó thắng ai sẽ phải rơi rơi mức độ nhiều mức độ ít sau đó trung ương một thời gian phải rơi thì bà Harris rất nhiều ông Trump rất nhiều ai người chiến thắng là người rớt ít trong không người người không rớt ai cũng phải rớt coi như ai chiến thắng là người rớt ít mà thôi và cái điều mà ảnh hưởng tới cái cuộc chạy đua của hai vị này rất lớn là sẽ đại hội trung ương đại dân chủ vào tháng tháng chín rồi tới cuộc cái bản án xử ông Trump tại New York phiên tòa hình sự tại New York bằng tuyên án có tội rồi bây giờ tuyên án ông Trump phải tù không tù rất là bạo nữa và sau đó là hai bên sẽ đi vào những ngày cuối cùng của tranh cử là nếu như ngày cuối cùng này mà ông Trump bị tuyên bố là ở tù thì có như xong à chúng ta chờ xem và một cái điều nữa bà Kamala Harris bà chơi nước không phải giống như Biden ông phải đinh thì ông chơi nước hiền quá còn bà camera Harris bà chơi đoàn tấn công suốt thắng không hành trung trong bài diễn văn tại Milwaukee ở Wisconsin vào thứ bảy vừa qua quý vị đã thấy chúng tôi và anh Bùi đã nói một vài lần rồi là bà thắng ông Trump mà đầu trộm tôi đã từng qua biện lý thực địa bang California tôi đã từng sự biết bao nhiêu tay đầu trộm, đuôi cướp lừa đạt hiếp dâm hãm hiếp đủ thứ và tôi biết ông là ai Có một câu cực kỳ đe dọa Nếu tôi đắc cử Chưa chắc ông yên thân Cái câu cực kỳ em dọa Nó làm ta nhớ câu ông Trung Mâm dọa là Bà 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 Bà, bà, bà Vợ ông Clinton, bà Hillary Clinton, ông đe dọa đi. Lock her up. Nhốt bà ta tù đi. Thì bây giờ câu này của bà Kamala Harris cũng kêu lock him up. Nhốt cho bộ tù. Một cái bản án vô hình nó giống như lưỡi gươm Democles đang treo đậu trên bệ. Chắc quý vị còn nhớ trong câu chuyện cổ tích của thần thoại Hy Lạp nó có cái câu chuyện là lưỡi gươm Democles. Là lưỡi gươm gì? Là cái cái lưỡi gươm nó gắn trên trần nhà nó cứ lủng lặng lủng lặng bay qua bay lại bay qua bay lại và thì rơi xuống đúng cái người gọi tội phạm thì bây giờ ông Trump bắt đầu sâu tuyên bố của bà Kamala Harris thì lữ đoàn Damocles đã treo lủng lặng lúng lặng lên ông Trump nếu mà ông Trump thi rớt ứng cử mà rớt và gây thương tổn bà Kamala Harris bà giận cùng điên lên thì khi bà làm tổng thống bà đã thực hiện lời hứa và lock him up không cho ông ta vào tù không rất có thể đừng gây giận với đàn bà đàn bà khi họ hiền họ hiền cũng kinh lắm họ thương yêu họ thương yêu cũng kinh lắm nhưng khi cơn mà tự ái khi tức giận trong người mà họ trào lên đó mà người xưa người ta gọi là hậu sản á, máu hậu sản nó lên đó, thì kinh hoàng lắm đừng có giận và camaris cũng có thể làm người như vậy Bảo làm người con gái đi ra trước tòa tranh cãi, trước tòa những tội phạm kinh hoàng và rất kinh năng. Đừng giận bạn. Sau khi cái cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 với ông Biden thì ông Trump có vẻ chiến thắng ngạo nghệ. Bất ngờ của ông ta là cuộc chơi đổi chỉ trong một tuần vừa qua nó đổi toàn diện, upside down, trời đất đổi ngôi. Trong ngày xưa nó có cuốn tiểu thuyết mà khi trời đất đổi ngôi, tôi nghĩ trong trường hợp này cũng vậy, cuộc tranh cử này đợt, 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 đợt của Dân Chủ Cộng Hòa, Kamala Harris và Trump đó, khi trời đất đổi ngôi như vậy. Thì... Cái điểm Và điểm ưa thích Không ưa của ông á tôi về cũng có cái, cũng có cái tốt là giảm từ năm sáu xuống còn 5 ba phần thôi cái điểm mà không ưa thích người ta ghét ông không bầu chúng ta giảm xuống chút xíu ba 3, -3% cái lợi trung trung và cái vấn đề hiện nay á, là nếu là nhà chiến lược trong cái trại tranh cử của Trump thì phải tìm ra cái điểm này nè đó là cái số bình thường normal number số bình thường như vậy bây giờ cái bình thường nó không thay đổi được, nó yên tại chỗ đó, họ đi xuống. Thì những người chiến lược trong đảng Cộng Hòa cũng như đảng Dân Chủ tìm cái cách để phá vỡ cái bình thường này. Phá vỡ bình thường này là gì? Tìm sự bất thường mới, nhảy vọt lên, đột ngột. tôi kêu là, đó gọi là tôi gọi là breakthrough đó. Phá vỡ cái tình trạng ứ động hiện nay, tồn động hiện nay, tình trạng tê liệt hiện nay, để tạo cái hướng đi lên. Ví dụ trong bây giờ 46% lên tới 48, 49%. 100%. 47% điểm tối đa bây giờ bứt phá lên luôn 489 thì cần phải có tư tưởng mới, cần phải có những cuộc vận động mới, cần phải có phong trào mới, cần phải có tư tưởng mới vân 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 vân. Thì cái này đòi hỏi sáng cái giá của cố vấn 1 tỷ đô, 1 ngàn đô, 1 triệu đô sau so với một ngàn, Hai ngàn là vậy. Là nếu không có cái này thì không thể nào lên nổi. Giống như không có sáng kiến mới đặc biệt để đẩy đi lên thì coi như công ta chịu luôn. Đó. Thì tại vì trong những tháng vừa qua là gì? Chúng ta thấy từ tháng The Europe uh, Hãng Europe thăm vào Europe và Dâu thống kê từ tháng Duyên Cho nên tháng, tháng, tháng 7 này Thì ông Trump nằm chỗ gì? Tháng Duyên 45% điểm, điểm ưa thích Tháng Duyên 45% Tháng 2 cũng cỡ đó Tháng 3 cũng 45% Tháng 4 cũng 44% như vậy 45, 44, 45, 44, 44, 45, 45, 44 thì cái trong khi đó thì bà Kamala Harris con nó vọt lên một ăn một đằng hai lên bằng lần nhau hai bên chạy song song nhau sao kề nhau và số ông Trung chạy 45 cây số giờ trung bình 44 45 cây số giờ trong khi bà Kamala chạy 46, 47, 48 thì trong một khoảng thời gian 1, hai ngàn thước tới ai vượt qua bà Kamala Harris đây là một sách thách thức rất lớn dành cho Trung ương đảng Hòa và dành cho ông Trump coi thử giải quyết như thế nào được bước ra để tìm một cái mà người Mỹ gọi là breakthrough, xuyên phá vượt qua xuyên phá, giống như anh bay lên không gian đó, tìm tới cái sức hút của trái đất tới mức nào đó nó kéo anh xuống phi thuyền bay không gian tới mức nào đó thì sức hút của trái đất nó kéo xuống, muốn vượt qua bay vào vũ trụ luôn á như bên cung trăng, bên hỏa tinh thì phải bứt phá qua cái sức hút của trái trái đất. Trái đất không còn đủ sức kéo thì tàu đi xuống nữa và tàu nó chui qua khỏi sức hút trái đất cứ đi thẳng luôn vào trong vũ trụ. Thì ông Trump và ban hoạt động tranh cử chúng ta có làm được điều này không? Và vấn đề đặt ra bà Kamala bà Kamala Harris cũng suy nghĩ một cách tương tự như vậy, liệu có làm được như vậy không? Bởi vì bà Kamala Harris cũng không chắc chắn có gì mới và không chắc chắn vượt qua ông, ông Trump như như vậy thì cả hai bên đều chạy đua và cái thấp tới của chú Nam thưa quý vị là tôi sẽ canh từng bài viết một từng bài diễn văn một để coi thử cái bức phá họ nằm ở chỗ nào ai gắn động cơ đặc biệt vào trong chiếc tàu của mình để giọt cả trước bà Harris hay là ông Donald Trump ai gắn động cơ đặc biệt giống như mình đi tàu chạy bằng một lóc quý vị vượt biên quý vị nhớ một lóc hai block, ba block đúng không Nam ta từng lái tàu đi trong vượt biên cho ta biết được cái, cái 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 chữ đó. Thì như vậy đằng sau con 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 tàu mình nếu tàu công an á nó có một lót thôi, và tàu mình có ba lót, mình chạy gấp ba nó. Thì làm sao nó vượt thế mình? Vấn đề quan trọng là phải gắn cái tàu có mã lực cái chữ chữ đó thay thế như hột mã lực với mã lực lớn hơn thì anh bỏ ra trước mạnh hơn thì bỏ sang đối thủ thì ai trong Kamala Harris và ông Trump sẽ có bộ máy mã lực mạnh hơn thì người sẽ thắng và trong cái cuộc đua từ đây đến đó thì Nguyễn Xuân Nam sẽ mời quý vị cùng theo dõi mỗi chương trình Nguyễn Xuân Nam để xem thử là Nam có tìm kiếm cái thông tin nào mới có cái thông tin gì mới bí mật gì mới từ hai bộ hai ban vận động tranh cử và sẽ gửi cho quý vị những thông tin cực mới có nhiều người nói tôi ông Nam đưa tin cực nhanh tin tôi tin mới mới cáo và những cái thật sự thưa quý không phải chúng tôi giỏi chỉ có chúng tôi, tôi lì hơn thôi suốt ngày suốt đêm tôi lục lọi trong tất cả các trang truyền thông trang báo trang web gì bất cứ tờ báo lớn nhỏ trong nước mỹ chúng ta lục và tìm và khi tìm những bài phỏng vấn những bài diễn văn những bài này họ chúng ta nghe đầy đủ đọc đầy đủ thì ta tìm được nó đại cát để tìm ra vàng trong đó sẽ có một số thông tin đặc biệt dù rất ít có khi đọc một, 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 trang mấy ngàn chữ vậy đó. Nhưng mà tìm, tìm có một câu rồi Để có thể gửi cho quý vị. Cái đó thầy gọi là góp nhặt các đá. Thì đi đầu này góp một vài viên sỏi. Còn kia góp vài viên đá. rồi góp vài viên sỏi. Gọi góp vài cái gì đó vân vân Để gửi đến quý vị là cái, cái, cái thâu, cái chậu cái bát đầy những viên sỏi tốt đẹp gửi cho quý vị. Cho nên chúng tôi mời quý vị theo dõi các bản tin khác của chúng tôi. cái việc mà bắn á, và cái đại hội đó và việc tròn được ông Vance đó, thì để chúng ta nói ngay từ đầu cái ảnh hưởng như thế nào đến người đua thì theo Yahoo và YouGov nó biết như thế này rất đơn giản này. nó dường như có một ảnh hưởng nho nhỏ có ý nghĩa nho nhỏ đối với cuộc chạy đua như vậy những chuyện lớn như vậy nó có ảnh hưởng nho nhỏ tôi nói ngay từ đầu rồi nó có ảnh hưởng tốt chứ không không có mà ảnh hưởng mức độ bao nhiêu thì nó nho nhỏ thôi. Nó kêu thì nho nhỏ. Nó kêu là a little. Hồi như nho nhỏ. Một cái ý nghĩa tương đối khá tốt cho cái, cái cục tù lưu luyện. Dường như ảnh hưởng khá tốt. Nó như thế nào thì dường như nho nhỏ đó cũng không? Nó tăng 5%. Số người mà cho rằng Trump là người favorable, người tôi ủng hộ mạnh nhất số người mà ủng hộ trâm mạnh cuồng cuồng trâm mạnh cuồng trâm thì tăng lên năm đó là số cao nhất từ năm 2020 cho đến bây giờ này như vậy cái nó có tác động hay không có tác động nhưng mà quý vị năm phần trăm thì là bao nhiêu nó không thay đổi lắm Sóc còn rất là ít và bây giờ mình tới vấn đề một cái đề tài nhỏ khác ta bàn đến đó. là nước mỹ đã bị phân cực và nước nước bị phân cực cái việc bắn trùm khiến người ta nhớ lại đến cái việc ông tổng thống ronald reagan bị bắn thì khi ông bị bắn ấy, cái điểm của ông Ronald Reagan tăng lên 7% sau khi bị bắn. Lúc có từ 60%, ông Ronald Reagan lên 67%. Cái điểm mà tín nhiệm cho, cho ông, 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 ông Ronald Reagan tăng 7% sau khi bị bắn. Nhưng mà cái nhân vật bắn người ta là ai quý vị nhớ không? Đó là John Hinckley. John Hinckley Jr. bị bắn năm 1981 và sau khi bắn thì điểm tín nhiệm của ông Ronald Reagan tăng 7% và cái điều đau buồn chúng tôi thấy vui vị đối chiếu với vụ ông Trump của bị bắn số điểm tăng trung quá nhỏ gần như nhất chút xíu nhít chút xíu đó, không thấy rõ cho thấy rằng đảng cộng hòa đã đụng đã đụng trần này một tín hiệu khác cho thấy đảng cộng hòa đã đụng trần không còn không còn khả năng lên được nhiều nữa thì đó là khi cái, cái, một vài con số gây người ta suy nghĩ thêm bây giờ thăm dò này cũng hay nè cái đảng cộng hòa vừa tổ chức đại hội trung ương đảng cộng hòa xong thì đánh giá nó như thế nào thì gần một phần ba của người Mỹ trên dưới 1.30000 đô Mỹ, bồng 3 cơ thì có nghĩa là 33% thì trong trường hợp này 36% là hơn 3%, phần, hơn bồng 3 chút xíu. Cho rằng cái đầu trung đã ngoài diễn ra thành công và tuyệt vời. Và 35% đó, cho là tầm tạm thôi, Và nghèo là 38% thì không xem như vậy cái tác động trung năng hòa nó tác động quá nhỏ chúng ta thấy bị bắn thì so về ông 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 Ronald Reagan thì cái bắn ông ông Trump thì tăng ít quá và Ronald, Ronald, Ronald Reagan tăng tới bảy chúng ta thấy không và bây giờ cái đầu hội trung năng hòa thì ta nói không có số liệu thì ta nói nó quá cực kỳ thành công này nọ vân kia cả nhưng mà cho rằng khi mà số liệu ra gì có 1 phần ba là 20% Bộ 3, 36% cho rằng cực kỳ thành công, tuyệt vời, tốt đẹp. 35% 36% cho rằng thành công cực kỳ tốt đẹp. 35% á cho là tầm tạm thôi. Và 38% thì cho rằng là không, không không tốt đẹp. Không không quan sát, không để ý, không nhìn, không quan tâm. Như vậy gần như nó gần nó gần như chứ không phải chính xác 100% gần như một ba cho tốt một ba cho trung bình một ba cho yếu hoặc không xem như vậy bộ đội đã ngoài chúng ta cho rằng nó không thành công lắm như người ta thường nghĩ thì bây giờ đó trước tình trạng như vậy chúng ta trở lại thêm một cái câu hỏi trả lời nữa là ông chúng ta nói hai chuyện rồi chuyện tai nạn ông Trung không lên không lên điểm chuyện trương đại hội đã ngoài có lên điểm lên điểm không đáng kể Bây giờ có thêm ông Vance nữa thì có lên điểm không? Ba cái yếu tố ảnh hưởng tới cái sự chờ đợi lên điểm của ông Trump. Thì cái thứ nhất là tai nạn thì có lên chút, không lên nhiều. So với ông Ronald Reagan thì ông ông Trump lên quá ít. Rồi tới đại hội thì cũng không có không có lên lên bình. Bây giờ còn trường hợp tuyển ông Vance và làm ứng viên phó tổng thống thì có lên hay không? Thì thưa vị cũng không thấy tín hiệu khả quan ông Trump chờ đợi ông Vance rất là nhiều. Thứ nhất là ông Vance là một maga thứ thiệt giúp cho cái liên danh maga của ông ta. Tôi cho rằng cái điểm này ông Trump sai nè. Ông Trump đã là, là một thủ lĩnh của maga rồi không thể chọn ông phó thủ lĩnh là maga nữa. Phải chọn một phó thủ lĩnh phó liên danh của ông ta phó tổng thống nằm ở khu nướng chính trị khác để lôi cuốn những người khác vào trong nhóm của ông Trump. Đằng đó ông chọn cái đàn em của ông ta vào trong cái liên danh của ông ta luôn thì đâu có tăng được được điểm cái đó không phải sai đồng tượng Vance mà tôi nghĩ cái đó sai đồng tượng Trump bởi vì ông ven rằng một Maga mà một tay cuồng tín MA, MA, Maga <laughs> ông từ người chống Maga sang tay cuồng tín MA, 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 Maga anh đã lấy một tay anh làm một tay Maga thứ thiệt rồi lấy một tay anh làm một mặt trời Maga rồi lấy cái mặt trăng Maga vô nó đâu sáng hơn đâu mà nó lại mất sức thu hút ở những cái, 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 nhóm nhóm khác thì tôi cho là chọn được, về ông Vance là chọn được, được sai của ông Trump. Thứ hai nữa đó, là ông muốn ông Vance trở thành một người hấp dẫn tuổi trẻ. Mà là người da trắng nữa. Thì là ông Trump da trắng là một người chống di dân. Lấy ông da trắng 39 tuổi, cũng khuyên hướng chống di dân. Thì lấy vô làm gì? Nó loại trừ nhau, nó trùng lắc nhau, nó tăng lên tại sao ông chọn một người khác, quân đứng khác? do vậy cái chọn ông ven lý do vòng trung chọn ven động buôn ông ven thắng ở Pennsylvania, Michigan và ba tiểu bang khác là ba tiểu bang mà trong cái vùng 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 trung trung tây nhưng trung bang tiểu bang chiến chiến địa đó muốn lấy một người từ khu vực đó ra để thu hút cái cử tri khu vực đó tiểu bang chiến địa để ông Trump thắng ông 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 ở Cambridge thì lấy cái chỗ này nhưng mà ông Trump lại sai lầm vì thứ nhất ông Trump bị phản cho ông cân nhắc kỹ quá tới giờ Trump cũng mới bị ép nhưng mới chọn đại một người và chọn người khác hay hơn tôi cho rằng hàng chọn cái ông mà ông mà marco rubio vẫn hay hơn hay chọn người khác hay hơn hay chọn người nữ khác hay hơn ta đi chọn một cái nhân vật mà cũng là maga rồi thì đâu có đâu có tốt đẹp gì hơn trong 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 đâu là da trắng thượng đẳng thì lại loại trừ những người di dân khá mạnh nữa thì làm sao di dân ủng hộ thì cũng cũng trung được ủng hộ trong mà mà Vance được và trong khi đó tôi cho rằng ông 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 Biden mà ta gọi là ông ông khù khờ đó ông đi nước cờ cực kỳ sáng sủa trong cái nguyên tắc của cờ tướng đó, thì nó mà tay mà hồ tạc á có làm thơ vậy thơ lạc nước hai xe đành bỏ phí gặp thời một chốt cũng thành công trong ván cờ đang bị stuck không ai tiến được không ai lùi được đảng dân chủ lên không nổi trong thế bế tắc như vậy ông ông Biden đi nước cờ kéo ông từ chức và đưa vào camera Harris ra đổi toàn bộ cuộc chơi đổi toàn bộ cục công diện cộng hòa vẫn chưa có lui Đạo cầu cộng hòa cần có cái đầu thiên tan như được cái đầu của ông Biden đừng trơn Biden khù cờ nhìn cái nước đi cờ đó cũng Biden ai dám nói thua nước bước đi cái nước cờ của Biden là nước cờ một thiên tài ai cho ông Biden khù cờ tôi cũng cho ông Biden khù cờ có thể ngày đó tranh luận bị bệnh trong khu cờ thật ông già cũng có lú lẫn có nhưng mà không phải lúc nào cũng lú lẫn đôi khi một ngày hai bốn tiếng ông phải lú lẫn một hai tiếng số còn lại hai tiếng chưa chắc lú lẫn và trong 22 tiếng còn lại có khi bùng nổ ra kinh nghiệm tầm nhìn chiến lược và ông đẩy nước đang chủ đi vào tới thành công cái nước cờ này là hậu quả hiện nay ông Trung đang gắn là gì là hậu quả của lối chơi của ông 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 Biden ông Biden là người kiến trúc sư vẽ ra cái sơ đồ trận này và ông Trung đang sụp bậy trong nó và và như đảng chủ đang vươn lên mạnh mẽ ai cái thứ hai nữa là đánh vào giai đoạn cực kỳ quan trọng vào giai đoạn trước ngay trước tiền đồ đảng dân chủ là không còn thay đổi được nữa, đảng chủ không thay đổi được nữa, và đảng công hoàng không không thay đổi được nữa, chấp nhận mọi thứ, gian dở và lỡ đạn. Tôi cho rằng cái người đi nước cờ này cực kỳ xuất sắc, Cứ, người đi nước cờ này cực kỳ xuất sắc và người đó không ai khác hơn chính là Biden. Trên quý vị nghe ở đây rồi, đó. thì quý vị còn nghĩ Biden là khùng là điên là khờ nữa không? Tôi không nghĩ như vậy. Cái lú là chú cái khung, cái lú của Biden là chú cái cái khung. Nữa. Ông Trump mà được không vặn bãi đinh tụ đã phục sát đất rồi. Dù rằng 62% cho rằng ông Vance là chọn được ông Vance là đúng. 62% cho rằng chọn được ông Vance là đúng. 9% 27% chọn được cho ông Vance là sự chọn được the right choice thì nói chung là cái số điểm ủng hộ ông ông ben, tôi tương đối khá cao nhưng mà tôi cho rằng trong cái tầm nhìn chiến lược thì ông Ben vô là trùng trùng lắp lặp lại cái 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 điều mà ông trump đã có tàu cuồng trump nào là maga nào là chống di dân nào là này nọ vân vân khó có gì mới đâu và da trắng thượng đẳng có gì mới đâu trong khi cái bà Kamala Harris bạn đứng trước một cái hiện tượng cực kỳ độc đáo và như vậy thì bây giờ chúng ta chờ thời gian tới của cuộc tham gia luận tới cái gì mới không nếu đây được cuộc tham dò của Yahoo và YouGov nó như vậy và chúng ta nói là điều nó sự thay đổi đang kinh hoàng đang diễn ra kinh hoàng và tại sao thay đổi như vậy và như vậy khi ta không nói ra nhưng quý vị biết rằng phía ông Trump phải làm gì đối phó sự thay đổi này gì phía ông, ông Trump phải có cái breakthrough ông Biden vừa rồi là breakthrough của đảng dân chủ một sự đột phá đang đảng dân chủ cái bị dịch dịch đột phá là breakthrough thì một sự đột phá đảng dân chủ về cộng hòa không có đột phá làm sao đi lên như vậy đến giờ này bài toán đặt ra cộng hòa phải dùng cái phương pháp đột phá nào để thay đổi cái thực trạng hiện nay mà nếu kéo thực trạng hiện nay nữa thì coi như là con bài của Biden chiến thắng và Biden quân sư Biden chiến thắng cái điều đó là điều đáng hoài không chấp nhận được và điều đó là điều đã của ông Trump không chấp nhận được nhưng mà vấn đề không phải mình chấp nhận không chấp nhận vấn đề anh có thay đổi được hay không thì đó là và chúng tôi mời quý vị đón xem những bài mới của chúng tôi trong chương trình kế tới để chi để quý vị biết được nước Mỹ đang diễn ra như thế nào xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai